Quý vị thính giả của truyền thông Dòng Tên thân mến, như thính giả Francisco đã từng nói, trái đất của chúng ta đang oàn mình chịu những vất vả, chịu những khó khăn của những rác thải công nghiệp. Và ngày hôm nay, cái trách nhiệm, cái ơn gọi bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta là của tất cả mọi người. Có những bạn trẻ đang thao thức, đang dấn thân, đang cố gắng nỗ lực từng ngày để có thể bảo vệ ngôi nhà chung. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một bạn trẻ trong chương trình Reborn Decor From Chats to Cheddar, từ rác đến kho tàng. Chúng ta cùng hiểu, cùng khám phá những điều mà bạn ấy đang thao thức để bảo vệ ngôi nhà chung và kiến tạo một tương lai xanh hơn cho thế hệ tương lai nhé. Reborn Decor là một triển lãm sử dụng rác nhựa tái chế 100% để làm ra những cái đồ nội thất. Thì những đồ nội thất này sau khi được triển lãm thì tụi em sẽ đem đi đấu giá và xây dựng một sân chơi xanh cho những em bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Để nói về động lực làm sao để mà có triển lãm này thì nó cũng phải có rất là nhiều cái thời gian trước. Thì cái lúc mà Kim đọc một quyển sách đó là Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco thì nó rất là đánh động Kim về giữ gìn ngôi nhà chung của chúng ta. Thì lúc đó Kim cũng đã có một cái suy nghĩ gì đó rồi. Và trong một cái dịp mà Kim đi du lịch cùng gia đình thì Kim đã gặp một cái dịp là những cái người ngư dân họ kéo lưới lên. Và lúc đó thì không hiểu sao mà họ kéo lên toàn là rác không mà chứ không phải là hải sản. Thì lúc đó con gái của Kim nói là tại sao vậy mẹ, tại sao? Thì lúc đó Kim mới nghĩ là chắc là mình phải làm một cái chuyện gì đó để cho con gái của Kim sau này là cái người có thể hưởng thụ được. Quá trình để mà sản xuất ra những sản phẩm của triển lãm lần này thì có thể nói tới là mình sử dụng những tấm ván ngựa nhựa được tái chế 100% từ rác nhựa. Và sau khi được phân loại và xử lý thì các em sinh viên cũng như là những nhà thiết kế họ sẽ cùng nhau thiết kế ra những mẫu sản phẩm. Sau đó thì những người thợ mộc chuyên nghiệp họ sẽ làm ra những sản phẩm rất là đẹp để đưa ra triển lãm lần này. Để làm được một cái triển lãm như vậy thì Kim đã phải tái chế khoảng tầm 1.200 kg rác, tương đương với 1,2 tấn rác thải nhựa. Và nó cũng tương đương, nó phải là 3,8 tấn carbon, khí thải carbon ra môi trường. Khi mà làm triển lãm này thì Kim nghĩ đó chỉ là một cái bước nhỏ nhoi mà mình muốn lan truyền cái thông điệp đến cho mọi người thôi. Nhưng mà không ngờ là cái sự ủng hộ của tất cả mọi người nó lại rất là lớn như vậy. Điển hình là những trường tiểu học cũng có các giáo viên dẫn những em học sinh tham quan triển lãm cũng như là trường đại học. Và đó cũng là cái động lực rất là lớn cho Kim và nhóm dự án để làm những cái dự án tiếp theo. Như đây, hôm nay tôi vừa đấu giá xong đây. Đó, rất là đẹp. Và nó cho ta thấy cảm thấy khi mình sử dụng sản phẩm này giống như một người đang bảo vệ môi trường rồi đó, góp tay chung tay cùng cộng đồng chia sẻ và bảo vệ môi trường. Giống như hôm nay tôi đi cùng với con gái đến đây là cũng vậy. Tôi muốn cho bé thấy hiện tại là chúng ta cần phải chung tay góp sức bảo vệ môi trường. Chị cũng có con thì cho con biết ra đây là những cái sản phẩm là làm từ rác thải mà ra được như vậy thì rất là quý. Và đây cũng là một cái kỷ niệm đó. Chị có cảm giác là đi kỷ niệm và để nó cho con mình hiểu được là vấn đề là sau này rác các con phải làm như thế nào về cái vấn đề rác. Từ phế phẩm mà lại thành tác phẩm, đó là cái thông điệp mà Kim muốn hướng tới. Thì bên cạnh cái chuyện mà mình đưa đến thông điệp là mình sử dụng rác thải để làm những cái vật liệu, những cái vật dụng hàng ngày của mình, thì mình cũng muốn truyền tải đến giới trẻ là nhiều khi mình nghĩ là mình không lại gì hết, nhưng mà nếu như với một cái mục đích, với một cái đức tin, với một cái mục tiêu lớn thì mình sẽ trở thành cái gì đó. Như Đức Thánh Cha Francisco đã từng nói, mỗi người với tài năng, kinh nghiệm của mình
có thể đóng góp để xây dựng ngôi nhà chung xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Và các bạn muốn con cái của mình sống trong một thế giới như thế nào? Hãy cùng với chúng tôi truyền thông về dòng tên trong những số tiếp theo liên quan đến môi trường và sự sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.